Rồi, lần đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ mọi người quốc. Hôm nay em tiếp tục lên đây một clip gồm 10 cây câu anh em. 10 cây này thì trong đó có 5 cây. 5 cây bên đây sẽ là hàng chiên luôn và phần còn lại hàng chiên tính hay chi anh em, đánh cảm giác, đánh thanh, chắc. Rồi, để em vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không giống clip em lên á thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Đếm lên cái thứ nhất cho mọi người tham khảo nha. Cái thứ nhất em lên cho mọi người là một cây cần lua. Cần lua cần của tay qua bát bát tay qua nha anh em, bát tay qua chất liệu là carbon. Cây này dài 1m68, độ cứng là ML. Cây này tải mồi từ 7 đến 21 g. Cây này nặng 80 g, đọt 2 ly 3. Đọt 2 ly 3 nha anh em. Rồi này, rồi này rất là ngầu nha anh em, phen cũng rất là chắc luôn, đó. Phen này, đó. Cái này thì hàng đây qua theo nó sản xuất theo công nghệ của Mỹ nha anh em, đây anh em có thể dịch cái phần này ra, đó. Hàng sản xuất tại Taiwan, xuất thị trường nội địa Nhật. Cây này một cây lua máy đứng. Đó. Cứng ML khá dẻo nha anh em. Nè, test độ cong cho anh em xem luôn. Ngoại hình cái này thì còn khá là mới. Đó. Nói chung là cây này không xước xát, không nứt bể gì hết. Khá là ok nha anh em. 1m68 cứng ML. Bu này. Đó. Rồi. Giá công khai thì thứ nhất giá công khai là 450k nha anh em. Cái thứ nhất 450k. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 vẫn là một cây hàng máy lua. Cây này cây lua máy ngang nha anh em. Đó. Cây này là lua máy ngang. Hàng chất lượng carbon. Đây nó sẵn này anh em. Đó, bu nó đây. Đó. Phen là phen Fuji đá xám. Cây này lua độ cứng nó rơi vào tầm khoảng ML. Thông số tải dây thì nó tải từ 5. Đây, tải mồi từ 5 đến 12 g, tải dây từ 6 đến 10 lb. Cây này dài 1m68. Rất là đẹp nha anh em, cái này đẹp, đồ máy ngang, hàng Suzumi, xuất thị trường nội địa Nhật, phan Fuji, bu Fuji. Thọc vô test cho anh em luôn, máy ngang thì test theo thế này. Rồi, giá công khai cây số 2, giá công khai số 2 là 500k nha anh em, đây. Bộ Fuji, phen Fuji nha. Bát thẳng, hàng Suzumi. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây hàng, cũng là hàng của Suzumi. Rồi. Hàng Bát Hunter. Hàng Bát Hunter, hàng của Korea. Cây này dài 1m65. Độ cứng là M. Cây này thì tải mồi từ 5 đến 21 g, tải dây từ 8 đến 17 lb. Đó. Phen là phen Fuji. Cây này cái lô máy ngang nha mọi người, cây số 3 cái lô máy ngang. Đó. Cây này nặng là 100 g, đọt là 1 ly 8. Bu cũng phen cũng khá là đẹp cho anh em, phen Fuji. Nặng 100 g, rất là nhẹ anh em, hàng lua, test độ cứng cho anh em luôn. Ngoại hình còn khá là đẹp nha anh em. Cây này độ mới nó ra tầm khoảng 93-95%. Rất đẹp nha anh em. Rồi, giá công khai nha mọi người, giá công khai cây số 3
giá công khai 500k. Đó. Rồi tiếp theo sẽ là cây số 4. À, cây số 4 thì nó còn hộp, cái này hình như là chưa qua sử dụng luôn, còn hộp, còn sách hướng dẫn, còn bao luôn. Em soi ngoại hình nó qua cho anh em xem rồi em đọc thông số. Cây này là một cây lua máy ngang, độ cứng là L. À, lô máy ngang độ cứng là cây này dài 1 mét, cũng là 1m68. À, khoen là vàng khoen gold. À, khá đẹp nha anh em, khoen gold rồi cặn màu vàng luôn, rất là hợp màu. Anh em nào hợp với màu vàng thì hốt cây này về, rất là đẹp nha anh em. Cây này chưa qua sử dụng còn rất là mới. Đó. Ha. Cán móc nó còn rất là sạch nha anh em. Tem sức nội địa Nhật. Cần thì sẽ test cho anh em hết. Rồi để em đọc thông số. Cái này thì Jordan, cái này dài 1m85, nặng 80g, thu gọn 88cm, tải mồi từ 4 đến 14g, 2 khúc, đọt là 1 đi 5, đọt gốc là 88mm. Rồi full hộp full sách luôn. Rồi độ mới trên tầm khoảng 95%, hàng chưa qua sử dụng. Giá công khai cây lua này là 600k nha mọi người, cây số 4. Đó. Anh em cần có thể báo em chụp hình tặng cảnh cho anh em xem nha. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 5 nha mọi người. Cây số 5 là một cây lua hàng hệ khá là đẹp nha anh em. Đó, phen là phen fuxi đá xám, bát là bát fuxi. Cây này là một cây cần của Super Chip Badlet gì đó. Cây này là 100% với anh em là hàng nội địa Nhật nha anh em. Tem đây. Anh em nào nói cây này không nội địa Nhật thì em tặng anh em cây này luôn. Khỏi nói nhiều. Đó, dám đảm bảo. Phen là phen Fuji, nói chung. Cây này về thì em chỉ lau sơ thôi, chưa vệ sinh kỹ nha anh em. Đó. Phen Fuji, bát Fuji. Nha anh em. Rất là đẹp nha anh em. Cây này thì dài 2m1. Dài 2m1, nặng 120g, đọt 1 ly 6. Đó. Cây này thì tải mồi từ 6 đến 18g. Độ cứng là M nha anh em, medium. Cây này thì tải dây từ 4 đến 12 lb. Đó. Cần này thì nội địa Nhật 100% với anh em. Nói chung thì cần này hàng carbon, sẵn nổ quăng, sẵn quăng chìm nha anh em. Đây, phen đề ba nó chà bá lửa luôn. Uzi 30. Anh em đánh ra dây rất là xa nha, 2m1, chuyên anh em đua lóc rồi. Độ nảy rất là cao nha anh em. Và bu nó đây. Bu phục xì tá xám. Rồi giá công khai cây số 5, giá công khai cây số 5 là 1 triệu nha anh em. Anh em cần có thể báo em chụp hình tặng cảnh từ thông số đến phen gốc cho anh em xem. Rồi tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 là một cây cần he chi. Anh em có thể lấy lua cũng được. À, cây này là cây hàng của China sản xuất anh em. Độ cứng gơ tầm khoảng 10 đến 30. Nói chung thì cây này gơ vào 10 đúng rồi. Đọt có thể anh em có thể bẻ cong hình chữ O được luôn, hình chữ C được luôn. Đây. Khá là dẻo nha anh em, dẻo búng nó. Test đọt luôn. Đó. Cái này thì dài 2m1.
dài 2m1, nặng 130 g, đọt là đọt nha, đọt 0.9 nha anh em, nặng 130 g, đọt 0.9. Ừ. Cái này chia cho anh em đi câu hanh, câu cháp, câu tôm nè, câu cá chim. Cái này nhiều cá là bao phê, phen rất là cao nha anh em. Đó. Chất liệu là chất liệu carbon, chất liệu là chất liệu carbon. Ừ. Hàng là hàng China xuất nội địa Nhật. Nói chung là ngoại hình cái này còn rất là mới nha anh em. Test độ cồng của nó luôn. Cái này mà đóng cá một cái là công hình chữ C luôn, khỏi bàn. Càng rất là đẹp. Chỉ có tội là China xuất nội địa Nhật thôi. À, cán là cán ba khúc, cán đề cao, bát là bát thẳng. Rồi, giá công khai nha mọi người, giá công khai cây này là 500k, cây số 6. Tiếp theo sẽ là cây số 8 nha mọi người. Cây số 8 là một cây cần của Daiwa. Hàng bát của bát hãng Daiwa anh em. Bát Daiwa, phen là phen Fuji. Nói chung là cây này ngoại hình đẹp. Hàng này là hàng carbon thay da. Đó, do cái lớp sơn phủ đây rồi anh em không thể thấy. Đây. Cross carbon là để hai lớp carbon đó anh em. Ừ. Cần nhìn khá là đẹp nha anh em. Cây này dài 2m1, cứng mừng. Ừ. Đẹp cực kỳ luôn. Nói chung thì cây này ngoại hình trên 95%, không xước nẻ gì hết. Ừ. Bù nó đây. À, hàng nguyên zin, đủ thước, đủ tắc. Cây nào thiếu mét thì em báo. Đó. Cây này thì 2m1 độ cứng mừng, hàng sản xuất tại Taiwan, xuất thị trường nội địa Nhật. Thân được sơn kim tuyến xám nha anh em. Đó, bạc xám. Bạc kim tuyến. Ừ. Rất là đẹp nha. Cây này thì đọt là 1 ly 1, nặng 100 g nha anh em, rất là nhẹ, nặng 100 g, đọt 1 ly 1. Test cái độ cong của đọt cho anh em xem. Đây. Cây này nếu cong nó sẽ cong hình chữ C được luôn á. Cây này thì chuyên cho anh em đi câu cá hanh, cá nâu, đánh tôm, đánh trên bè, đánh cảm giác. Dòng hai chi này tất cả đều đánh cảm giác nha anh em. Đọt là đọt thấp. Rồi, giá công khai cây số 8. Giá công khai là 850k. Giá chưa bao gồm phí ship nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 là một cây cần carbon. Đó, carbon go. Trung hãng với đó. Cây này là một cây Viking nha anh em. Viking. Cái này cứng 15, dài 1m8. Đây, hàng sản xuất tại Taiwan. Tem xuất nội địa Nhật. Cái này ngoại hình cũng còn khá là ok. Hàng đại qua, độ mới nó gọi ra vào tầm khoảng 93-95%. Rất là đẹp nha anh em. Hàng carbon thay da. Đó. Bù đó đây, khá là mới nha anh em, phen là phen Fuji. Đó, đây đóng đây, ngoại hình khá ok, cứng 15, cứng 15. Cái này đọt 1 ly 6, nặng 100 g nha anh em, đọt 1 ly 6 nặng 100 g. Rồi, giá công khai nha mọi người, giá công khai cây số 9, giá 900k. Đó. Hàng này chia cho anh em câu tôm, câu mè, câu trên ghe, đánh cháp nè, đánh hanh, góc cầu kê ha, hành mấy con đó thì bao phê, kéo cần này thì bao phê. Tiếp theo sẽ là một cây cuối cùng, một cây hàng của Suzumi.
Cái này thì phun hợp nha anh em, phun hợp, phun túi. Sản xuất nội địa Nhật, cái này Suzumi sản xuất tại Korea, xuất nội địa Nhật. Carbon xanh, sẵn sẵn chèm nha anh em. Đọt là đọt tháp, cây này hai đọt. Phen là phen Fuji, bát là bát Fuji. Khỏi chạy đâu hết. Cái này dài 2m1, một có hai đọt, một đọt cứng 8 và đọt cứng 15. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji, đá xám. Này Suzumi nha anh em. Rồi đếm đọc thông số hợp cho anh em xem. Cái này hai đọt, một đọt cứng 10 đến 15. Một đọt cứng 5, một đọt từ 5 đến 10, một đọt cứng từ 10 đến 15, 2m1. 2m1 hai khúc, thu gọn 111 cm, nặng 140 g. Một đọt thì 0.9 ly, một đọt 1 ly. Đã, em test đồ đọt cho anh em xem. Hai đọt khá là dẻo nha anh em. Cái này đi câu cháp, câu hanh thì khỏi bàn. Câu cháp, câu hanh, câu tôm. Đó. Đọt vàng này dẻo hơn. Rồi, giá công khai cây số 10, cây cuối cùng. Giá công khai là 850k nha anh em. Đó. Rất là đẹp nha anh em. Rồi. Anh em có thể chốt hàng, có thể để số điện thoại, em tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.